Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trước sự xâm nhập của mầm bệnh, nếu có sức đề kháng tốt sẽ giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Khi nhiễm bệnh cũng nhẹ hơn người có sức đề kháng kém. Và sau đây là những hướng dẫn cụ thể được tham khảo trên báo Dân Chí. Chuyên gia hướng dẫn tăng cường đề kháng ngăn ngừa COVID-19. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trong dịch COVID-19 cũng vậy, nếu sức đề kháng tốt, cơ thể chống đỡ tốt sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh, nếu mắc cũng giảm nguy cơ nhiễm thêm các mầm bệnh khác ngoài COVID-19. Việc tăng cường đề kháng giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giảm nguy cơ diễn biến nặng. Đặc biệt, ở những đối tượng dễ nhạy cảm với dịch bệnh, việc tăng cường sức đề kháng vô cùng quan trọng. Bác sĩ Cấp khuyến cáo, để nâng cao sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, trước hết mỗi người cần đảm bảo chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế tình trạng kiệt sức quá mức. Bên cạnh đó, đảm bảo miễn dịch tại chỗ rất quan trọng. Bác sĩ cho biết thêm, ví dụ như bạn ở trong môi trường khô quá, lạnh quá, có thể khiến niêm mạc đường hô hấp tổn thương, giảm sức đề kháng tại chỗ, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Lúc này, hãy hạn chế tình trạng khô bằng cách làm ẩm không khí, hạn chế lạnh bằng cách tránh lạnh. Cần hạn chế hành vi sử dụng rượu, bia, người hút thuốc lá. Ở những người uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá khi mắc COVID-19, nguy cơ diễn biến nặng hơn. Chế độ ăn cần cân bằng được khuyến cáo cho tất cả mọi người nhằm duy trì một sức khỏe ổn định. Theo đó, cần có sự cân bằng giữa các nhóm thức ăn giàu đạm, các chất béo, tinh bột và các vi chất. Riêng về vi chất, các nghiên cứu gần đây đã chứng minh vitamin C, D, kẽm là những vi chất có ích trong dự phòng bệnh COVID-19. Với những người bệnh đái tháo đường type 2 và suy thận mạn, cần tuân thủ các điều trị duy trì hiện áp dụng và tham vấn các bác sĩ đang điều trị cho mình để có chế độ dinh dưỡng hợp lý nhất. Bên cạnh việc đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với mầm bệnh, dùng nước rửa tay, nước súc miệng, dung dịch thuốc nhỏ mắt, mũi để rửa trôi và loại trừ mầm bệnh, mỗi người cần tự tăng cường sức đề kháng của cơ thể bằng chế độ dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi phù hợp. Các chuyên gia nhấn mạnh, dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp, số người lây nhiễm và nghi ngờ lây nhiễm tăng cao mỗi ngày. Các trường hợp tử vong có liên quan đến COVID-19 đều rơi vào đối tượng người cao tuổi, người sức khỏe yếu, có nhiều bệnh lý nền như suy tim, suy thận, ung thư máu. Đây là nhóm người có sức đề kháng yếu, dễ lây nhiễm virus nhưng khó điều trị. Vì vậy, các biện pháp tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng. Tiếp theo là những thông tin liên quan đến thời điểm dễ xảy ra đột quỵ và cách phòng ngừa. Thời điểm dễ xảy ra đột quỵ và cách phòng ngừa. Bệnh đột quỵ não có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, lúc đang ngủ, đang làm việc hoặc đang chơi. Nhưng tại một số thời điểm, bệnh có tỷ lệ xảy ra cao hơn, ví dụ như khi bạn bị stress, bức xúc, dùng chất kích thích, bởi trong những thời điểm này huyết áp tăng cao. Bên cạnh đó cũng có một số khung giờ nguy hiểm, bởi theo các chuyên gia sức khỏe thì đây là những thời điểm dễ bị đột quỵ nhất. Yếu tố trực tiếp hình thành các cơn đột quỵ não là do nhịp sinh học của cơ thể. Nói cách khác, sự biến thiên của huyết áp và độ đặc của máu trong 24 giờ có tác động đến sự hình thành cơn đột quỵ. Do vậy, nếu xét trong thời gian 24 giờ của ngày thì có một số thời điểm huyết áp tăng cao và xuống thấp, cụ thể như sau. 3 giờ sáng là thời điểm huyết áp xuống thấp. 5 giờ sáng và từ 18 đến 19 giờ là những khoảng thời gian huyết áp dễ tăng cao. Huyết áp tăng khiến thành mạch máu bị tổn thương, gây xuất huyết cao, hình thành các cục máu đông, làm tắc nghẽn mạch máu và dẫn tới đột quỵ. Khoảng thời gian sáng sớm từ 4 đến 8 giờ cũng là thời điểm các cơn đột quỵ dễ xảy ra, do đây là khoảng thời gian máu đặc nhất, sau đó loãng ra, đến 12 giờ đêm là loãng nhất rồi dần đặc lại. Qua thực tế, nhiều người bệnh tai biến mạch máu não nhập viện vào các thời điểm này. Khi tai biến xảy ra, người bệnh thường có một số triệu chứng điển hình như đột ngột đau đầu, chóng mặt, ù tai, nói ngọng, liệt một bên tay, chân. Và nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ bị đe dọa trực tiếp tính mạng.